Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thanh Hiền. Hôm nay mình quay video clip này là để gửi tặng cho những người bạn của mình bài hát có tựa là Như Quỷ Như Ma. Bài hát này là do Đông Nhi sáng tác và nằm ở trong bộ phim cùng tên là Như Quỷ Như Ma. Và trong bộ phim thì nói về cuộc sống học trò rất là vui tươi, hồn nhiên, dễ thương. Và mình thấy cuộc sống học trò ở ngoài của mình thì chắc nhiều khi cũng còn hơn như vậy nữa. Nói chung là rất là dễ thương. Nhưng mà hồi mà đầu năm học thì mình thấy là lớp mình là không có đoàn kết, không có thân thiện, không có hòa đồng gì, chơi thì chỉ chơi theo nhóm thôi. Nhưng mà hôm bữa ngày 20 tháng 3 là nhân kỷ niệm ngày truyền thống của trường với lại cắm trại nhân ngày 26 tháng 3 thì mình thấy lớp mình rất là vui, rất là đoàn kết, chơi những trò chơi dân gian ấy, thì la mình đến khản cả cổ luôn. Rồi xong rồi lúc mà thầy cô đi chấm lều trại thì ở trong lớp mình ngồi hát nhạc chế rồi hát ca quốc ca mà người biết nữa mới ghê, nhưng mà thấy cũng rất là vui dễ thương. Bữa đó đi về coi như là khang tiếng như cái gì hả, la hét quá trời nên thầy cô còn phải nói là hả lớp mình làm màu ghê hả, không có lớp nào mà cạnh tranh lại một cái lớp 11A17 gì hết. Và lúc mà buổi tối á, thì sau khi mà múa lửa trại xong á, là coi như là kết thúc cái ngày cắm trại thì thấy cũng rất là buồn, nhưng mà nó cũng là một kỷ niệm đối với lớp của mình. Hy vọng là năm sau lớp 12 cũng sẽ được như vậy. Và trong lớp mình thì mình thân nhất là bạn Tú Bình và bạn Hà My. Trong nhóm á, thì gồm có 5 thành viên, đó là bạn mình, bạn My, bạn Trang, bạn Hương và mình. Hồi trước thì đến 6 thành viên lận, nhưng mà do là xích mích nhỏ mà, nhưng mà bạn nó chắc là không biết nữa, nhưng mà bạn nó bây giờ không còn chơi chung với nhóm mình nữa mà bạn nó tách ra chơi với những người khác. Nhưng mà dù sao thì 5 thành viên còn lại, năm thành viên của mình chơi cũng rất là thân với nhau, nhất là mình thân với bạn Tú Bình. Bạn này rất là vui và có một chút gì đó con nít mà cũng nhố nhăn thôi, không biết nữa mà hả. Bạn đó với mình á đã đặt một cái website gọi là dt.com. cái này là do bạn Bình cho mình, nhưng mà mình thấy là bạn nó chắc là hợp hơn với cái website đó hơn á. Nhớ nha mình, dt.com như mình. Nhưng mà thấy cũng rất là vui. Và năm đứa đó thì chỉ có 5 đứa mới biết là dt.com là gì thôi, chứ người ta hả nghe nói dt.com cũng hiểu là gì đó. Và thôi thì nãy giờ thì nói cũng hơi nhiều, bây giờ mình sẽ hát cho các bạn nghe bài Như Quỷ Như Ma để tặng cho những người bạn thân của mình. Nhìn nhìn cây me đung đưa trong gió, vu vơ câu ca hát vang lăn là. Em vui khi quên em, ai ai cũng nói em nhân quỷ nhì mà. Em luôn vui tươi trong bao suy nghĩ, tương lai sẽ luôn mở rộng đón em. Có nắng với gió sẽ nâng niu đôi bước chân đón ngày mới lên. Ngày tháng học trò nhiều dần hơn vu vơ, nụ cười làm xưa tan bao khó khăn. Chọc phá bạn bè làm thì cô vô lo, cứ thế run cứ thế chẳng lý do. Từ từng sẽ vỡ thật đều vì chung quanh luôn có những ánh mắt soi theo dáng em nơi chân trời sáng lên. Oh oh, và em luôn mãn bao tình yêu, bao niềm vui, bao lời ca khung hát. Cho cuộc sống cho ngày mai sẽ quên em muôn màu, không ngại ngùng, không thèm thùng, không sợ lo. Đó mới chính là em, bao nhiêu mộng mơ của tuổi thơ của hương nhiên. Ôi người thơ ngu ngơ, có ai biết những điều đó sẽ phụ sắc tên lời. Khi niềm vui, khi tình cũng thuộc về em, thì ngỡ anh ngùng chỉ cái tên nhân nguyên nhi mà. Chắc là do nãy giờ hát nhiều, nói nhiều quá cho nên giờ hát không có lên hơi, có gì thưa bạn thông cảm cho khúc cuối nha.